Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin Việt Nam sẽ có thêm hai trung đoàn trực thăng chiến đấu hiện đại. Tổng công ty trực thăng Việt Nam hiện có trong biên chế 25 máy bay trực thăng rất hiện đại. Khi chiến tranh xảy ra sẽ trở thành hai trung đoàn không quân chiến đấu. Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cho biết như vậy tại diễn đàn Quốc hội khi cung cấp và giải đáp những thông tin về khả năng, nhiệm vụ, quốc phòng, phối hợp với kinh tế và tình hình các doanh nghiệp quốc phòng hiện nay. Cụ thể, hiện tại Tổng công ty trực thăng Việt Nam, tên giao dịch thương mại của binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng, đang vận hành phi đội trực thăng hỗn hợp gồm nhiều loại do châu Âu và Nga sản xuất. Trong đó, những dòng phi cơ linh thẳng được đánh giá tối tân bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại như AVK-189 do Augusta Woodland sản xuất, Super Puma AS-332L2, EC-225 của Eurocopter hay MI-171V, MI-172 mua từ Nga. Đáng chú ý, mặc dù đang được khai thác cho mục đích thương mại, nhưng khi cần thiết, các máy bay trực thăng trên hoàn toàn đủ khả năng khắp lắp đặt bổ sung vũ khí để triển khai trong các nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt là những dòng trực thăng do Nga sản xuất như MI-171V. Tương tự như vậy với các loại trực thăng châu Âu EC-225. Tương tự với các loại trực thăng châu Âu EC-225 hay EC-115, B-1 chính là bản nhân sự của EC-725 Super Cougar và AS-565 Panther. Hay thậm chí AVK-189 cũng đã có biến thể quân sự là AVK-119. Tuy rằng bổ sung thêm các chức năng hoàn chỉnh để trở nên tương đương với các trực thăng chiến đấu đang phục vụ trên không quân, hải quân, nhiều quốc gia khác là công việc khá phức tạp. Ví dụ như phải tích hợp radar, phần mềm điều khiển, thiết bị dẫn bắn cho tên lửa, nhưng vẫn không phải là điều vượt quá tầm tay. Trong trường hợp cấp bách, cần huy động gấp lực lượng, chúng vẫn đủ sức mang thêm súng, máy rocket hay chỉ ít là được huy động cho các công tác trinh sát chiến trường tìm kiếm cứu nạn. Chính sách xây dựng các doanh nghiệp lưỡng dụng, thời bình sản xuất kinh doanh, huấn luyện dự bị động viên. Nhưng khi chiến tranh xảy ra thì những công ty, tập đoàn kinh tế này sẽ chuyển đổi thành những đơn vị chiến đấu để phục vụ chiến trường, là hướng đi đúng đắn và vẫn đang tỏ ra là mô hình phát huy hiệu quả cao của quân đội nhân dân Việt Nam. Kế thừa đường lối ngũ binh ưu năm của cha ông trong thời kỳ hiện đại, bằng một đội quân công tác vừa sản xuất kinh doanh vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là vô cùng sáng tạo, độc đáo, có tác dụng xây dựng một lực lượng mạnh mà không gây sức ép lên ngân sách quốc phòng. Do vậy, hướng đi trên vẫn rất cần được nhân rộng trong thời gian tới. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.